Theo dự báo, mực nước lũ tại huyện đầu nguồn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã trên báo động 2. Trong khi ở huyện này là vùng sông nước nên việc đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua lại tại các bến đò là cấp thiết. Thế nhưng, theo ghi nhận, trên thực tế các chủ phương tiện còn chủ quan, thậm chí có bến còn tổ chức đưa rước ô tô khi chưa đủ điều kiện. Đây là bến đò 10 đẩu nối xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự và xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Theo quy định, bến đò này chưa được phép chở ô tô Thế nhưng theo phóng viên ghi nhận thì hoàn toàn khác. Trong khi hành trình lưu thông của bến đò khá dài, băng ngang sông Tiền, trước dòng nước lũ chảy xiết như hiện nay, nguy cơ tai nạn luôn là nỗi lo của hành khách. Thì nói chung thì cũng thấy mình đi đò thì thường xuyên xe ô tô, xe tải kia đầy đủ. Thấy cũng an toàn nó thấy cũng không có gì. Thì nó phải <laughs> mất an toàn rồi nhưng mà chưa cho phép không biết sao chủ người ta sao với mình chưa biết mà cứ kêu mình chạy mình chạy thôi bây giờ người ta đi phiền người ta đi mà biết sao giờ đây <laughs> mùa nước đổi về nước tại các tuyến kênh sông chảy mạnh hơn các ngành chức năng cần đẩy mạnh kiểm soát xử lý nghiêm những vi phạm nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra trên các chuyến đò mùa lũ